Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Lương y tiết lộ một mớ rau mồng tơi 5.000 đồng chữa hàng tá bệnh là thần dược bổ hơn nhân sâm, biết sớm để sống thọ 120 tuổi. Cô bác thân mến, trong những ngày hè oi ả, có một bát canh mồng tơi mà nấu với tôm, thơm mát trong mâm cơm là một điều tuyệt vời đúng không ạ? À? Tuy nhiên không chỉ là một loại rau bổ dưỡng, trong rau mồng tơi còn chứa vô vàn công dụng quý báu mà không phải cô bác nào cũng biết. Và từ ngàn xưa, ông cha ta đã sử dụng rau mồng tơi để chữa các bệnh như táo bón, nóng trong, mụn nhọt. Còn trong y học hiện đại, các nhà nghiên cứu đã phát hiện được ra rất nhiều những chất dinh dưỡng có giá trị dược lý. Trong rau mồng tơi, thậm chí những chất này có thể ngăn ngừa được cả bệnh tim mạch, ung thư. Vậy nên, giờ y học mới biết rau mồng tơi là vua của các loại rau. Vậy cụ thể rau mồng tơi có tác dụng thần kỳ như thế nào? Cách dùng ra làm sao và có lưu ý gì khi sử dụng không? Thì xin mời cô bác của Sức Khỏe Tự Nhiên tìm hiểu trong video này nhé. Lương y tiết lộ một mớ rau mồng tơi 5.000 đồng chứa hàng tá bệnh là thần dược bổ hơn nhân sâm, biết mà ăn sớm để sống thọ 120 tuổi. 1. Ăn rau mồng tơi giúp hệ tiêu hóa của chúng ta khỏe mạnh hơn. Nhắc đến mồng tơi thì có lẽ tác dụng đầu tiên mà tôi nghĩ đến đó chính là trị táo bón của bác ạ. À. Còn nhớ ngày xưa cứ bị táo bón là ăn một bát canh rau mồng tơi là khỏi ngay. Mà tôi có một đứa cháu gái tên là An, con bé đặc biệt lười ăn rau. Thế nên bị táo bón triền miên, có khi cả tuần mới đi đại tiện được. Đi bác sĩ thì bác sĩ cũng bảo về ăn rau thêm vào, chưa có cách nào khác đâu, cô bác nhỉ. Nhưng mà ăn rau gì cũng phải từ từ, ăn mấy bữa liền thì mới hết táo bón. Nhưng thấy cháu tôi khó chịu quá thì mới mách cho bố mẹ cháu thử cho con ăn rau mùng tơi nấu canh, kết hợp lấy cọng mồng tơi non rửa thật sạch, sau đó tước bỏ lớp vỏ, đưa cọng mồng tơi vào hậu môn của bé và ngoái nhẹ khoảng 3 lần. Vì rau mồng tơi cũng có chất nhờn tạo độ trơn tru, giúp kích thích hậu môn và đẩy phân ra ngoài dễ dàng hơn. May thay cách này thực sự có hiệu nghiệm. Ngày tối hôm đó, bé An đã có thể đi ngồi bình thường. Thế nên cô bác nào bị táo bón nặng quá có thể tham khảo cách trên, hoặc mới bị táo bón thôi thì chỉ cần ăn rau mồng tơi nấu canh là đã được rồi. Ngoài tác dụng trị táo bón ra thì chất xơ trong rau mồng tơi còn giúp nuôi dưỡng các lợi khuẩn và hỗ trợ làm sạch đường ruột rất hiệu quả. Nên cô bác hãy thường xuyên ăn loại rau này để hệ tiêu hóa được khỏe mạnh nhé. 2. Rau mồng tơi giúp thanh nhiệt, mát gan. Trong sách Danh y biệt lục của Danh y Đào Hoàng Cảnh năm 46.536 có viết như sau: mồng tơi giúp chủ hoặc trung tán nhiệt. Câu nói này tức là thông lợi đường tiêu hóa, giải nhiệt mát gan, mà chẳng nói đâu xa, ngay cả hàng ngày chúng ta vẫn nói nấu bát canh mồng tơi ăn cho mát mà cô bác nhỉ. Khi gan chúng ta bị nóng, men gan tăng cao thì biểu hiện đầu tiên là cô bác bị phát hỏa, mệt mỏi, mẩn ngứa. Những biểu hiện này có vẻ không có gì nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cô bác cứ để gan bị nóng, bị tổn thương như vậy, về lâu dài sẽ dẫn đến viêm gan, ung thư gan. Mà bảo là giải độc, mát gan cần phải uống thuốc đắt tiền thì không nói. Đây chỉ cần cô bác thi thoảng ăn 2 đến 3 bữa rau canh mồng tơi thôi thì có gì khó đâu cô bác nhỉ. Mà không chỉ hỗ trợ giải độc mát gan đâu, mồng tơi còn chứa các vitamin C, A cùng nhiều chất chống oxy hóa giúp bảo vệ gan của cô bác khỏi các tác nhân gây hại. Nhưng cô bác không phải thấy mồng tơi giúp giải nhiệt mát gan mà hè cứ bữa nào cũng ăn được đâu. Một tuần cô bác ăn từ 2 đến 3 bữa là vừa đủ. Còn sang kẻ ăn các loại rau khác, vừa cho đủ chất, vừa đỡ ngán. Mà ăn quá nhiều mồng tơi thì dễ bị đi ngoài tiêu chảy và có khi còn hại thận nữa.
3. Tác dụng thứ 3 của rau mồng tơi là cực kỳ tốt cho xương khớp. Dạo gần đây tôi có nghe một vài cô bác quanh nhà tôi nói chuyện là từ giờ không dám ăn rau mồng tơi nữa vì ăn loại rau này làm đau xương. Tôi nghe xong mà phải cảm thán, không biết cô bác đã nghe thông tin đó từ đâu. Vì không những rau mồng tơi không khiến cô bác bị đau xương khớp, mà còn là một vị thuốc ngăn ngừa loãng xương và đau nhức xương khớp. Trong đông y cũng có bài thuốc là hầm mồng tơi với chân giò cùng một chút rượu ăn sẽ trị đau xương khớp. Còn theo tây y, mồng tơi cung cấp cho chúng ta không chỉ canxi mà còn có những khoáng chất cần thiết khác như phốt pho, magie và vitamin D, rất có lợi cho xương. Hơn nữa, rau mồng tơi cũng có tính kháng viêm nhất định. Đồng thời chất này trong loại rau này giúp chúng ta ngăn ngừa tình trạng đau khớp, bảo vệ xương khớp, tránh khô khớp, rất hiệu quả. Chỉ có một trường hợp không nên ăn rau mồng tơi, đó là bệnh nhân gút. Vì mồng tơi có hàm lượng purin khiến cho bệnh khó khỏi hơn mà thôi. Và tôi đoán nguồn gốc của thông tin ăn rau mồng tơi hại xương khớp cũng từ đây mà ra. Thế nên cô bác lưu ý là nên tìm hiểu kỹ thông tin, không thì hiểu nhầm thì lại bỏ phí một loại thực phẩm quan trọng đối với sức khỏe. 4. Ăn rau mồng tơi thường xuyên giúp ngăn ngừa tim mạch. Tiến sĩ bác sĩ Đỗ Anh Tiến, trưởng khoa phẫu thuật tim mạch trẻ em, Trung tâm tim mạch Bệnh viện A cho biết, rau củ là nguồn cung cấp vitamin khoáng chất và chất xơ rất dồi dào nhưng lại chứa ít calo. Bên cạnh đó, chúng còn là nguồn cung cấp các chất chống oxy hóa tự nhiên. Đây là một trong những yếu tố góp phần giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch. Vậy nên, là một loại rau thì điều đương nhiên là mồng tơi tốt cho tim mạch rồi. Mà nếu như bao loại rau khác, thì làm gì phải đề cập đến tác dụng này cho mất công của bác nhỉ? Điểm vượt trội của mồng tơi chính là chất nhầy của nó. Chất nhầy này có tác dụng hấp thụ cholesterol xấu hiệu quả. Cách thức giảm cholesterol xấu của rau mồng tơi rất đơn giản, đó là nó sẽ giữ lại cholesterol nội sinh và ngoại sinh trong ruột, sẽ khiến cho chất béo trong thực phẩm không thể ngấm qua được màng ruột, từ đó lượng cholesterol sẽ bị thải ra ngoài qua phân. Nhờ đó mà cô bác sẽ tránh được các vấn đề về tim mạch như cao huyết áp, máu nhiễm mỡ, xơ vữa động mạch, giảm nguy cơ bị nhồi máu cơ tim, tai biến, đột quỵ. Thế nên cô bác nào lo lắng mình có thể bị các vấn đề về tim mạch thì nên thường xuyên ăn rau mồng tơi nhé. Nhưng cô bác cũng chỉ nấu vừa đủ ăn thôi, chứ thừa ăn không hết lại đổ bỏ, vì canh rau mồng tơi rất dễ thiêu. 5. Rau mồng tơi là thần dược phòng tránh ung thư. Tôi đoán chắc cô bác cũng như tôi rất lo ngại về bệnh ung thư đúng không ạ? Chính vì vậy, tôi luôn tìm hiểu những cách phòng chống ung thư vừa hiệu quả mà lại không tốn quá nhiều chi phí. Thế là trong một lần đi khám định kỳ, tôi cũng hỏi bác sĩ là hè này thì ăn rau gì để ngăn ngừa ung thư tốt ạ? Thì bác sĩ cho biết rằng mồng tơi cũng là một loại rau rất đáng để thêm vào chế độ ăn để giúp phòng chống ung thư hiệu quả. Bác sĩ có chia sẻ thêm là rau mồng tơi chứa nhiều sắc tố carotenoid. Những chất chống oxy hóa này có tác dụng trung hòa những gốc tự do nguy hại nên có thể phòng ngừa ung thư. Bên cạnh đó, rau mồng tơi rất giàu vitamin A, giúp bảo vệ trong cơ thể khỏi các nguy cơ ung thư phổi và ung thư vàm họng, đặc biệt là phòng chống đục thủy tinh thể hoặc suy giảm thị lực. Nhưng cô bác lưu ý là do mồng tơi chỉ có khả năng ngăn ngừa, chứ nếu đã bị ung thư mà còn bị ung thư giai đoạn 3-4, thì ăn rau mồng tơi cũng chẳng có mấy tác dụng trị bệnh đâu. Nó chỉ có thể hỗ trợ phần nào quá trình điều trị của cô bác mà thôi. 6. Rau mồng tơi là vị thuốc chữa bệnh ngòi da hữu hiệu. Cho tôi hỏi là khi cô bác bị mụn nhọt, bỏng, cháy nắng hay gặp các vết thương thì xử lý bằng cách nào ạ? Với tôi thì tất tần tật những tình trạng này đều chỉ cần một cọng mồng tơi là đủ. Cô bác cứ lấy ngọn mồng tơi non, giả dập ra rồi bôi lên vùng bị mụn, cháy nắng hay vết thương thì sẽ làm dịu da, đỡ đau
và nhanh lành, nhanh khô hơn nhiều. Vì mồng tơi có tính kháng viêm và kháng khuẩn khá tốt, lại thêm tính mát nên bôi vào da rất dễ chịu. Ngoài ra, người ta còn dùng nhựa của rau mồng tơi để chữa bệnh zona thần kinh nữa đấy. Nhưng đây đều là những biện pháp dân gian. Khi làm mà không thấy hiệu quả thì cô bác nên dừng vì có thể cơ địa không hợp. Thêm nữa là khi dùng mồng tơi bôi vào mụn nhọt thì cô bác cần sát trùng rửa sạch cả rau mồng tơi và vết thương mụn nhọt nhé. Bên cạnh những tác dụng kể trên thì tiện đây tôi cũng chia sẻ thêm một số bài thuốc khác từ mồng tơi. Đầu tiên là bài thuốc chữa bệnh trĩ từ mồng tơi. Cô bác lấy một nắm lá mồng tơi rửa sạch, giã nát, nhuyễn cùng vài hạt muối đắp vào chỗ trĩ sưng, đồng thời ăn thường xuyên canh rau mồng tơi với cá diếc. Nhưng bài thuốc này chỉ có tác dụng với trường hợp bệnh nhẹ thôi, chứ nặng quá thì cô bác cần đến bệnh viện để cắt búi trĩ đi nhé. Rau mồng tơi cũng giúp cô bác khắc phục tình trạng tiểu dắt, đi tiểu thấy nóng buốt. Cách chữa như sau, chúng ta lấy một nắm lá mồng tơi, cho vào cối sạch, giã nát, vắt lấy nước cốt, pha thêm một ít nước đun sôi để nguội, uống ngày vài lần. Còn nếu bà bầu thiếu sữa thì cô bác hãy chế biến các món ăn từ rau mồng tơi với gà ác, đậu đen, ninh nhừ, ăn nóng sẽ giúp sản phụ nhiều sữa, mau hồi phục sức khỏe và sở hữu một làn da hồng hào. Lưu ý, chỉ sử dụng rau mồng tơi 2 lần một tuần, sản phụ không nên quá lạm dụng sẽ dẫn đến lạnh bụng. Còn bác trai nào bị chứng chưa ra chợ đã hết tiền thì cứ nấu mồng tơi với rau ngót, rau má, bộ lòng gà. Trường hợp không có lòng gà thì sử dụng lòng vịt hoặc ngan. Cô bác thấy không? Chẳng cần linh chi, thuốc bổ làm gì, cô bác cứ ra chợ mua mớ rau mồng tơi 5.000 đồng là đã ngăn ngừa và điều trị hàng tá bệnh rồi. Nhưng ăn gì thì ăn, cô bác cần phải có chừng mực, ăn đúng, đủ thì mới tốt cho sức khỏe được. Cuối cùng thì chúng tôi hy vọng video của ngày hôm nay sẽ giúp ích cho cô bác. Và nếu cô bác thấy thông điệp của chúng tôi hữu ích, hãy nhấn vào nút chia sẻ để được nhiều người biết đến hơn nữa. Cô bác cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh và tín hiệu quả chuông ngay bên cạnh để không bỏ lỡ những video mới nhất, hay nhất đến từ ban biên tập chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại cô bác vào những chương trình lần sau.